tại Nguyễn Trung Kiên B, và hai đội vẫn sẽ tiếp tục những phút thi đấu tiếp theo với đầy đủ quân số. Huỳnh Tấn Sinh không bị hề hấn gì sau pha tranh chấp có lỗi vừa rồi. Nguy hiểm. Tỷ số là 1-0 cho FC Đà Nẵng. Pha can thiệp của thủ môn Phạm Văn Cường là không thật sự an toàn. Và đó là một sự mở đầu cho cơ hội dành cho Aime Gasisu. Chân sút của FC Đà Nẵng đã có một tình huống dứt điểm có thể nói là cực khó. Bóng được treo cao và liếm mép sang ngang trước khi làm tung lưới đội chủ nhà Quảng Nam. Ở những phút thi đấu đã qua thì thủ môn Phạm Văn Cường đã có một số tình huống chơi bóng có phần thiếu chắc chắn. Những tình huống ra vào của thủ môn Phạm Văn Cường là chưa đủ độ an toàn. Và như chúng ta đã thấy ở pha quay chậm, việc chọn vị trí của Phạm Văn Cường cũng như can thiệp rõ ràng là rất non. Cú đẩy bóng của Phạm Văn Cường đã đưa trái bóng thẳng đến chân của Aime Gasisu. Pha dứt điểm của Gasisu